Ủa trên bậc thang New York. Bom tấn điện ảnh Joker đã ra mắt công chúng được gần nửa tháng và chiếm được lòng khán giả. Bộ phim có nội dung sâu sắc và những cảnh quay công phu. Trong đó, cảnh nhân vật chính Joker, hoàng tử tội phạm, đứng trên đoạn bậc thang dài được đánh giá là xuất sắc và mang tính biểu tượng nhất phim. Vì độ mê hoặc của đoạn bậc thang này trên những thước phim mà có nhiều người cố gắng tìm kiếm, nó ở ngoài đời thật. May mắn cho họ, vị trí, thông tin và tọa độ của chiếc cầu thang này đã xuất hiện trên Google Maps kèm theo mô tả đây là một địa điểm tôn giáo. Từ định vị của Google, các fan hâm mộ của Joker cũng như Instagramers đã có thể dễ dàng tiếp cận nơi này. Họ thường chụp ảnh trên bậc thang để đăng lên mạng xã hội. Tuy vậy, nhu cầu kiếm like, đó lại bị các người dân ở quận Bronx, New York, nơi tọa lạc của đoạn bậc thang phàn nàn và phản đối. Độ nổi tiếng của địa điểm này chỉ mang lại rắc rối cho người dân thay vì thu hút khách du lịch. Những người sinh sống ở Bronx cho rằng khu vực của họ đang bị lạm dụng một người bản địa đã viết trên Instagram rằng gọi tên đoạn cầu thang này là cầu thang joker như cách mà google maps và một số người khác đã làm là mang tính xúc phạm